Sơn từng dọa ném đồ xuống khán giả lúc trình diễn, nhưng vội rút lại vì một lý do. Chuyện gì khiến Sơn Tùng bức xúc thế này? Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Sơn Tùng tại một sân khấu ca nhạc. Bên cạnh những ca khúc đầy bùng nổ mà Sơn Tùng mang đến, thì một khoảnh khắc ngắn trong phần giao lưu giữa nam ca sĩ và khán giả khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Theo đó, sau khi kết thúc một tiết mục trình diễn, Sơn Tùng đã có những giây phút giao lưu, trò chuyện cùng tất cả khán giả. Khi nghe thấy những tiếng hò reo rất lớn từ phía khán giả bên dưới, Sơn Tùng đã quá phấn khích nói, chết tôi rồi, nói nữa tôi ném kính xuống luôn đấy nhé. Chiếc kính mà nam ca sĩ nhắc đến chính là chiếc kính râm mà Sơn Tùng đang cầm trên tay. Khi nghe được lời ham dọa ném đồ này của Sơn Tùng, không những không sợ mà ngược lại khán giả còn ra sức la hét còn to hơn lúc ban đầu khiến nam ca sĩ có phần chùn bước, thôi cho Tùng giữ lại chiếc kính này đi. Kính này hơi mắc, chờ mãi mới mua được chiếc kính này đấy, làm ơn thông cảm dùng. Lần sau có cái gì vừa vừa mình sẽ ném xuống nhé, hôm nay chưa chuẩn bị quà cáp gì hết trơn. Màn giao lưu của Sơn Tùng khiến fan vô cùng thích thú vì độ hài hước, duyên dáng nhưng đồng thời cũng biết được nam ca sĩ khá giữ của. Thời gian qua, mặc dù không xuất hiện quá nhiều trên các sân khấu ca nhạc, nhưng Sơn Tùng cũng đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi giới thiệu dự án kỷ niệm mang tên Sky Decade, một thập kỷ, cùng Sky, tên gọi cộng đồng người hâm mộ của Sơn Tùng. Nam ca sĩ cũng đã tung ra liên tiếp 4 video mở đầu dự án, bao gồm một video intro, một video lời tri ân dành cho fan và hai bài hát Cơn Mưa Xa Dần. Nắng ấm ngang qua, làm mới từ cơn mưa ngang qua, nắng ấm xa dần. Đừng quên theo dõi Sao Star để cập nhật những thông tin mới nhất.